Ở hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh chị học viên một số những cái chiến dịch Mà tôi đang chạy quảng cáo cho các khách hàng của tôi à, Tên tôi là Nguyễn Phan Anh là một trong những cái chuyên gia Đào tạo và tư vấn và triển khai về Digital Marketing Trong đó có mảng Facebook và mảng TikTok Là tôi đã có 12 năm kinh nghiệm à, Hôm nay các bạn đang nhìn thấy một cái chiến dịch Mà tôi đang chạy quảng cáo à, Chi ngân sách có 2 triệu thôi Chi ngân sách có 2 triệu thôi Nhưng mà à, chúng ta đã thu được đến 1065 tin nhắn Và giá thầu chỉ... Là mươi hai đồng Chưa đầy 2.000 Việt Nam đồng Cho một tin nhắn Và sản phẩm tôi đang chạy cho khách hàng Đó là một sản phẩm thời trang nữ Có giá bán là từ 300 đến 600 nghìn Một sản phẩm một thương hiệu của Việt Nam Và chiến lược chạy của tôi là gì Sản phẩm là gì Cách thức chọn sản phẩm Cách thức viết quảng cáo Cách thức làm video chạy như thế nào Để có giá thầu tốt Để có giá thầu rẻ như thế này Thì xin vui lòng các anh chị hãy liên hệ với tôi Để tham gia khóa đào tạo về kỹ năng quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook và TikTok chuyên sâu và tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị rất là chi tiết trong 8 buổi học và tôi sẽ bonus cho các anh chị cả bao gồm cả sách, video rồi thì tài liệu bởi vì tôi đã có 12 năm đào tạo trong cái lĩnh vực này rồi và các bạn có thể kiểm chứng thông qua Facebook cá nhân của tôi như là fan anh online đúng không ạ? Thế rồi thì website pa marketing.vn hay là kênh YouTube pa marketing để các bạn tìm một cái chiến dịch khác các bạn có thể nhìn thấy, thường xuyên chúng tôi đạt được những cái hiệu suất quảng cáo rất là tốt đúng không ạ? Khoảng 4.000. Vâng, khoảng 4.000 đồng cho một chiến dịch, một tin nhắn. Vâng, đây là một chiến dịch khác tôi đã mở sẵn. Vâng là chi tiêu 30 triệu nhưng mà thu được 3.800 tin nhắn đúng không ạ? Và thu được cái giá thầu hiện nay là khoảng 7 tám sắp xỉ tám 000 đồng cho một cái tin nhắn như vậy. Tức là chúng tôi thường xuyên đạt được cái mức giá thầu giao động từ 4.000 đến 8.000 Việt Nam đồng cho một quảng cáo và các bạn để ý cái dữ liệu quảng cáo ở đây các bạn đang nhìn thấy nó là mới nhất là tháng 8 đúng không ạ đây ạ 29 tháng 8 là ngày hôm nay rất là mới chứ không phải là tôi đem những cái video cũ rất cũ ra để tôi nói với các anh chị và các bạn được chưa ạ vâng nếu như các anh chị và các bạn muốn chạy quảng cáo hiệu quả muốn có giá thầu tốt và muốn hiểu rõ về nguyên lý hoạt động của Facebook định dạng quảng cáo, mục tiêu quảng cáo rồi thì cách viết nội dung, cách lựa chọn sản phẩm, cách làm tài khoản quảng cáo như thế nào vân vân thì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để tham dự khóa học ngày khai giảng vào tháng 9 là chúng tôi chỉ còn 5 suất nữa thôi, tôi chỉ còn năm suất thôi. Hiện nay tôi rất là bận với việc đào tạo các cái giám đốc CEO, CCO và CMO nên các cái lớp dành cho nhân viên và chuyên viên và dạy thực chiến như này tôi mở ít hơn rất nhiều nên là rất mong có thể chia sẻ với các anh chị và các bạn. Vâng, hãy đăng ký hoặc là gọi cho chúng tôi ở địa chỉ 0989 623 858 hoặc là facebook.com sược phan anh online. Xin chào. Các bạn sẽ không thất vọng đâu ạ. Các bạn sẽ nhận được rất nhiều giá trị đấy ạ. Vâng, và mọi người nếu mà biết tôi rồi thì sẽ thấy tin tưởng vào những cái chuyên môn của tôi.